Còn Mức Hoàng Sa là do năm 74 á, hai cái tàu HQ-10 của tụi bay á ra ngoài Này Biển Đông á, nhưng mà tổ chức với nhau á. chào cháu và chào tất cả mọi người trên diễn đàn. Cái tiếng nói của cháu nó hơi nhỏ đấy, cái tiếng nói của cháu nó hơi bị nhỏ đấy, nhiều lúc nó hơi bị nhỏ gì đó. Cái này này chú thì chú rất ủng hộ cháu lên những cái diễn đàn này, mà theo như chú thì cháu nhận xét và nói cũng được phản biện cũng rất là tốt, nhưng mà theo như chú nhận định thế này này cháu phải hiểu này này, hiện tại trong đất nước ta có một số thành phần nó đang phá đám, ví dụ như lấy cái anh đầu tiên là anh Nguyễn Hưng đó, là những người không phải là không hiểu biết, có trình độ, có hiểu biết, nhưng lợi dụng các diễn đàn để lên tuyên truyền cho những người không hiểu biết đấy, lợi dụng những diễn đàn để tuyên truyền cho những người không hiểu biết, họ cố tình xuyên tạc, đấy là cái luận điệu của Bao Que nó đưa về để cho Việt Nam với những người, một số người có trình độ, có hiểu biết nhưng mà cố tình giả vờ không hiểu biết để nói ra những cái luận điệu của bọn Bao Que đó, để cho những hàng ngũ, những tuổi trẻ mà như các cháu thứ hai đây, là cháu gì lên sau đấy, là những người đó là người ta không hiểu biết, người ta sẽ nghe nghe những bọn nó, nhưng nó cố tình phá đám. Bây giờ thử hỏi bọn nó xem là cái đầu óc của chúng nó đối với quốc hội, với đây nhà nước như thế nào, đầu óc quốc phòng của chúng nó đối với nhà nước như thế nào, nó có đủ trình độ so sánh với những hạng người, những nhà nước không, mà nó dám đi nó nói lung tung như thế. Bọn nó cố tình không hiểu, có một số cố tình không hiểu, xuyên tạc và đưa ra những cái luận điệu của bọn phản động bên nước ngoài, nó đưa những cái luận điệu đó về cho những người mà có tiếng tăm, có trình độ hiểu biết, để lại mượn các diễn đàn hoặc là vào các diễn đàn để mà nói lên tuyên truyền những cái không, cái đó, để cho những dạng không hiểu biết họ hiểu sai đấy. Cho nên là người đã là người dân Việt Nam thì người ta hiểu, người ta tin tưởng vào Đảng Cộng sản, tin tưởng vào nhà nước, là người ta ra một cái quyết sách cái gì người ta phải nghiên cứu rất kỹ. Nói cho các ông ba ấy biết là này, người Việt Nam không phải là những người ngu, dân người dân bình thường nhỏ như cháu bé Nhi đây là cháu còn hiểu biết được như thế, vậy thì những hàng ngũ lãnh đạo người ta hiểu biết ở cỡ nào đấy, chứ đầu óc của các ông không có đi đến đâu đâu. Mấy ông Ba Que các ông cứ ngồi đấy 4.000 đến 40.000 năm nữa thì các ông cũng không chống đối được chúng tôi đâu. Cái quan trọng nhất là chúng tôi là các ông đang xuyên tạc để phá rối đất nước đấy, là cái đó là nhà nước người ta cũng chưa thèm nhìn đến các ông đâu, nhưng người dân bây giờ đang bức xúc, rất bức xúc vì các ông đấy, nói cho các ông biết là như thế các ông phá rối, người ta nhân dân người ta rất bức xúc với ông. Các ông giỏi, bây giờ các ông ra ngoài ngoài đường chỗ đông người, các ông hô hào đi xem nào, các ông có còn xác để về nhà không, các ông cứ ra ngoài giữa ngoài đường cho các ông hô hào theo cái luận điệu của các ông đi, xem các ông có còn xác, đủ con xác để về nhà không. Các ông đấy là các ông cố tình phá rối đất nước đấy, mà theo đuôi cái bọn Ba Que, theo đuôi cái bọn phản động đó để phá rối đất nước đấy. Chú chỉ nhắc cháu có vấn đề đó thôi, khi họ nói cháu phải cắt quãng họ ra, vì không khéo sẽ đưa vào cái mà họ lái mình đi theo một cái hướng khác để họ xuyên tạc đấy. Vì vậy mình phải tỉnh táo vấn đề này, vì trong đó có một số thành phần họ có bằng cấp đấy, có trình độ đấy, họ sẽ cố tình xuyên tạc để cho cái bọn ở dưới, là cái bọn không hiểu biết gì nó nghe đấy, thì nó sẽ hiểu sai về cái chính sách của nhà nước mình đấy. Đấy nha, chú có cái ý kiến như thế thôi. Cháu lên diễn đàn là chú rất ủng hộ cháu, rất thấy cháu là một người trẻ nhưng mà rất là hiểu biết, nhưng có cái mình chưa hiểu biết mình vẫn phải học tập, vẫn phải học cháu ạ. Đấy, kể cả chú bây giờ chú vẫn học và tìm hiểu, khi tìm khi khi mình phản biện vấn đề gì mình hiểu kỹ, phải tìm hiểu cho nó tương đối kỹ đấy, thì mình sẽ phản biện nó tốt hơn đấy nha. Chúc cháu thành công, cảm ơn chú xuống nha. Cảm ơn. Xin chào cháu, xin chào mọi người.